Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent các bạn ạ. Đấy, ở Hyundai Accent thì nó cũng có phiên bản thường và phiên bản đặc biệt. Thì chiếc xe mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay là một chiếc xe Hyundai Accent ở cái phiên bản đặc biệt các bạn nhé, phiên bản cao cấp nhất. Đấy, phiên bản cao cấp nhất thì chiếc xe đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là từ đèn led này, đèn pha bi xi nhông này, cửa số nóc này, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe và khóa thông minh này, có cả mở cốp luôn các bạn nhé. Đấy là phiên bản đặc biệt. Chiếc xe được sản xuất năm 2023 luôn và đăng ký năm 2023. Chiếc xe mới lăn bánh được chuẩn là 2.1 km các bạn nhé. Những chiếc xe này là còn bảo hành, bảo dưỡng tại hãng tất cả đầy đủ hết luôn, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn ạ. Đấy, với những chiếc xe còn bảo hành dài tại hãng như thế này ấy, thì quý vị các bạn yên tâm luôn, yên tâm luôn cả về cái đồng hồ công tơ mét. Đồng hồ công tơ mét này là chúng tôi cam kết với quý bạn là đồng hồ chuẩn nhé, không tua 1 km nào. Tại vì những chiếc xe bảo hành và full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng thì không bao giờ chúng tôi tua đồng hồ các bạn nhé. Đấy, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này ạ. Ngoài cái việc bảo hành của hãng ra thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản ạ. Nước sơn zin của xe này cũng còn rất là nhiều các bạn ạ, đến trên 90% là sơn zin của xe các bạn nhé. Đấy, và thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe Hyundai Accent 2023 bản đặc biệt siêu lướt này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% số tiền của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2023 phiên bản đặc biệt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt sản xuất năm 2023 này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt sản xuất năm 2023, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất không tai nạn, hai là không ngập nước, ba là keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Thêm một cái thứ tư nữa là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này không chạy dịch vụ. Đấy, tên tư nhân và không chạy dịch vụ luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2023 phiên bản đặc biệt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.